Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast Người Trong Môn Nghề Hôm nay thì là một số tương đối đặc biệt Bởi vì uh, mình uh, mời đến đây một khách mời Cũng là người đứng sau rất là nhiều các cuốn sách Người Trong Môn Nghề của Spyroom Là lý do khởi nguồn của podcast này Đấy chính là anh Dũng Easy, anh Nguyễn Tiến Dũng <laughs> Anh Dũng thì đã là biên tập viên ở Spyroom Và như mình đã nói là người đứng sau cái bộ sách Người Trong Môn Nghề Hiện giờ mà rất nhiều bạn có thể cũng đã từng đọc qua và anh Dũng thì đã làm việc ở Spyroom cho đến nay là được 4 năm anh 4 ạ 4 năm 4 ừ. năm ừ. là một quãng thời gian rất là dài Trước khi mình bắt đầu thì uh, xin mời anh Dũng Anh có gì muốn chia sẻ ngoài những gì mà em vừa mới giới thiệu với khán thính giả không? Ờ, xin chào các bạn, mình tên là Dũng hay gọi là Dũng Easy Mình thì chuyên môn chính ở Spyroom là làm biên tập sách Ngoài ra thì mình cũng có làm một số cái content về social các thứ nữa ờ thì à, hiện tại thì mình đã gắn bó với spiderum sang năm nay là năm thứ tư rồi mà đấy là một giới thiệu cơ bản là nó cũng giống hệt mấy giới thiệu của em ừ <laughs> nhưng mà trước khi mình bắt đầu thì em có một cái câu hỏi mà từ lâu em vốn đã thắc mắc nhưng mà chưa chưa bao giờ em có cơ hội hỏi anh Nghỉ hồi hộp thế <laughs> đấy là công việc đầu tiên mà giúp anh kiếm được tiền là công việc gì công việc đầu tiên giúp anh kiếm được tiền à anh anh không nghĩ nó gọi là công việc nhưng mà hồi đấy là anh năm 2010 là anh đi phe vé tức thế là vé chợ đen ấy thì hồi đấy là bằng kiều có cái concert đầu tiên mà lúc trở về việt nam ấy đấy năm 2010 thì hồi đấy vé rất là sốt Và ừ. anh vay tiền bà chị xong rồi anh đi anh mua gom mấy cái vé lẻ xong rồi về anh bán chân, ăn tranh lệch à. thế là đợt đấy có có lãi không anh có chứ đợt đấy là đâu bán được khoảng 4 ngày thì anh đẩy được nốt khoảng năm năm vé lãi là khoảng triệu tám à, hồi thế đấy là, là anh bao nhiêu tuổi 2010 là anh 20 tuổi 20 tuổi mà anh đã bắt đầu có những cái hành vi gian thương <laughs> Chứng tỏ là anh cũng là một người rất là thích kinh doanh đấy đúng không? Cái thời trẻ trẻ thì mình cũng khá là khoái kiểu buôn bán làm thương mại các thứ Nhưng mà đến bây giờ thì cảm giác là mình thích kiểu đi làm bình thường hơn Ừ ok Kể cái từ cái việc đầu tiên gọi là bán bán vé đấy đi Ừ Cho đến bây giờ thì anh đã trải qua những công việc gì? Cho đến bây giờ à? Tức là liệt kê các công việc của anh đã làm ấy hả? Vâng Ờ, sau khi tốt nghiệp thì anh mở một cửa hàng à, kinh doanh đồ à, nông sản bán rau củ quả này rồi thịt rồi các loại thủy hải sản các thứ anh ừ, làm... ngay sau khi tốt nghiệp luôn tức là ờ. không có trước đấy là cũng chưa đi làm ở đâu ờ, anh chưa đi làm đâu cả ok vâng. ờ. thời sinh viên thì kiểu cũng ớt át ơ mà kiểu đi làm xong rồi à nhầm đi đi học xong rồi cũng chỉ ra quán net đi chơi điện tử cũng, cũng chả đi làm thêm cũng chả học hành cái gì xong rồi tốt nghiệp ra thì anh làm cái đấy, anh làm một cái cửa hàng đấy trong từ năm 2013 cho đến 2017, ở là 4 năm. Thì sau đấy anh nghỉ một năm anh sang Úc anh học à từ năm 2017 tháng 2018. Ừ. Rồi 2018 anh trở về Việt Nam thì anh bắt đầu làm liên quan đến viết lách. Thì đầu tiên là làm một số cái công việc kiểu content marketing ấy. Đấy viết bài cho mấy bên kiểu sale khóa học các thứ. Rồi đến 2019 thì anh vào một bên sách anh làm sách là bên uh, Radiobook. Và chắc mọi người cũng biết là kiểu có mấy cái dòng kiểu Gam 7, mấy cái hashtag các thứ cũng chuyên về marketing là kinh doanh ấy. Đó thì sau đó thì anh lại sang uh, Bicorp làm ừ. cho cái mạng xã hội Lotus. Okay, ở 3 hay 4 tháng à? Ờ, và sau sau đấy anh bắt đầu về Serum. Ừ. Nhưng mà trong suốt cái hành trình sự nghiệp và làm qua rất nhiều công việc đấy thì cái công việc mà gọi là giúp anh kiếm được nhiều tiền nhất là công việc gì? Tất nhiên là kinh doanh rồi. Thời kinh anh doanh. làm cửa hàng ở ờ, 4 năm đấy. 4 năm, 4 năm anh làm cửa hàng. À, anh có thể chia sẻ với em một tí câu chuyện về 4 năm đấy nó diễn ra như thế nào? Tại vì kinh doanh rõ ràng là 4 năm thì chắc chắn là nó sẽ có khá nhiều trắc trở và không phải là ừ. ngay từ đầu mình kiếm được tiền luôn đúng không? Giờ chia sẻ trắc trở nó cũng giải phết nhỉ. Không không hẳn là trắc trở đâu mà ý ý em là cái hành trình của nó. Hành trình ha. Tức là tại sao anh lại đi bán rau? Ừ. Anh dụng bán rau ừ. rồi sau đấy thì nó phát triển như thế nào ấy và ừ. nó đi qua các cái bước như nào để đến cuối cùng anh bảo là thôi ừ. quỵt à, anh nhớ là cái thời sinh viên ấy vâng. thì anh kiểu rất là thích kiểu la cà quán xá cà phê ở Hà Nội đấy thì Bởi bây giờ thì anh vẫn thế mà bây giờ thì ít la cà hơn rồi vâng. tức là ngày xưa la cà đúng nghĩa là la cà ấy tức là kiểu vâng. sẽ đi mỗi chỗ kiểu phố này phố kia xong một thấy quán nào mới tạt vào kiểu thế vâng thì uh, anh anh nhớ là hồi đấy vì thích cà phê quá nên là bắt đầu mới tìm hiểu về ông Đặng, Đặng Lê Nguyên Vũ vâng ở trung nguyên kiểu đấy anh cứ tìm hết tất cả những cái bài nói chuyện của ông ấy thì ông ấy nói về cái tiềm năng của cái ngành nông nghiệp ở việt nam ấy mình cũng thấy ờ thế hóa ra cái ngành nông nghiệp này chắc là nó cũng có cái tiềm năng để phát triển nó cũng nhiều cái thế mạnh của việt nam mình thế là anh cũng bắt đầu ngó nghiêng xem là ở à, thế nếu mà chả giả dụ như mà mình định bán hàng nông nghiệp đi thì mình làm được cái gì thì cái thời điểm mà anh tốt nghiệp đấy là năm 2013 ở ờ, thì ở hà nội lại vừa mới ra mắt một cái gọi là sàn giao dịch rau quả hà nội ừ. của sở nông nghiệp mở ra ấy. thì cái sàn đấy nó sẽ có một cái nhiệm vụ là nó họ sẽ đi kiểu tập hợp các cái hợp tác xã mà trồng rau đủ tiêu chuẩn để họ đưa lên sàn để kết nối với cả những cái người buôn bán ấy. đấy xem kiểu cửa hàng nào hay đại lý nào mà muốn nhập nguồn rau đảm bảo thì làm được với sàn thì sàn sẽ kết nối với cái bên đấy anh anh thấy là à thấy là có cái nguồn tin tưởng này xong rồi vốn thì cũng ít giao củ nó cũng rẻ mà không có thấy là anh mới nói chuyện với cả bố mẹ với cả thời đấy là cũng có một anh mentor nữa được. Đấy, anh mentor đấy thì kiểu cũng làm kinh doanh lâu năm ấy thì anh ấy cũng bảo là ừ thì anh thấy cái ngành này mày khởi đầu được Bởi vì vốn nó không quá nhiều đấy mà lại có nguồn ok đấy thì anh khởi, khởi đầu như thế là làm ở cửa hàng nho nhỏ thôi thì lúc lúc đầu chỉ thuần là bán rau ấy. lúc đầu là mới lúc mới mở chưa có cái gì đâu chỉ có rau thôi. về sau anh bắt đầu tìm hiểu thêm là bên này nuôi lợn rồi bên kia nuôi cá xong rồi đi lên các cái vùng biển nữa thì bắt đầu hàng hóa nó bắt đầu đầy dần đầy dần đầy dần thì đến anh làm như thế đến 3 năm là đến 2016 thì anh bắt đầu làm một cái trang trại nhỏ nhỏ ở trên Thái Bình thì mình kiểu là liên kết với cả người dân ở đấy, nông dân ở đấy À, thuê đất của họ này xong rồi mình sẽ có một anh uh, kỹ sư nông nghiệp Anh ấy sẽ đến anh ấy kiểu hỗ trợ về mặt kỹ thuật Đấy, mình sẽ là người kiểu đứng ra để kiểu những cái cơ sở vật chất này Xong rồi trả lương cho người nông dân để họ trồng Trồng mình thu hoạch, mình mang lên mình bán Đó thì đến 2017 thì anh dừng Cái việc dừng này thì nó cũng kiểu nó cũng nó như kiểu là đến cái lúc mà kiểu mình bị bị chán ấy tức ừ. là lỗ thì không lỗ nhưng mà bảo là bật lên nó cũng không bật lên hẳn cái khoảng thời gian đấy anh thấy nó cứ ngang 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 như này này vâng. mà anh nghĩ là kiểu cái thời điểm đấy như kiểu là cái kiến thức với cả những cái tầm nhìn của mình nó cũng chỉ bị giới hạn ở mức như thế thôi mình cũng loay hoay không biết làm nào phát triển lên được mà làm mấy năm trời kiểu ngành nông nghiệp nó vất vả ấy dậy sớm, dậy khuya xong ngồi uh, hàng hóa đồ ăn đồ uống nó cũng nhiều cái nó mệt mỏi quá. Anh cảm giác là số tiền này mình kiếm so với cả những cái kiểu stress mà mình phải mắc mắc phải ấy, thì nó cũng kiểu nó bị mệt quá. Vâng. Ờ thế là anh bảo thế thôi. Thế thôi ra mấy quyết định nghỉ. Nghỉ thì cái lúc đấy là cái câu chuyện du học thì nó cũng nó cũng là kiểu cơ duyên thôi hôm đấy là 2000, năm 2016 đấy là Hà Anh Tuấn mở con sở đầu tiên vâng. Um, cà phê in concert đấy thì là anh đi anh nghe thì hôm đấy là anh uh, phóng, phóng xe vội quá thì anh xòe trên đường ngã gãy mẹ chân <laughs> nhưng mà mình mình kiểu cái, cái show này mình hóng lâu lắm rồi là quyết tâm đi lúc đấy chân đang gãy nhá cứ, cứ, chân, đến. chân gãy mà vẫn đi ờ, ừ, cứ đóng xe đến ngồi nghe nghe lúc đấy là khoảng 8 giờ bắt đầu thì anh anh bị đến muộn 8 rưỡi anh mới đến đấy nghe đến 12 giờ 12 giờ hơn 12 rưỡi đứng dậy chân nó sưng kiểu nó bị nó như kiểu bị bệnh phù phù chù chân, chân, voi ấy vâng có đúng à về về vẫn về nhà vẫn cố nằm cố nằm đến sáng hôm sau mới ra bệnh viện mới kiểu chụp chiếu xong rồi bó bột thế đi mấy cái ngày mà anh bắt đầu nằm ở nhà để treo chân ấy là cái ông mentor ngày xưa kìa, ông ấy mới qua, ông ấy thăm, thì ông ấy gặp anh, ông nói chuyện, ông bảo là anh thấy mấy năm nay mày kinh doanh mày cứ buồn buồn, hay là thôi nghỉ đi đi du học cho thay đổi không khí, <laughs> tiền để làm sao đâu, ông ông bảo như thế, nói đúng thế luôn, Ờ, nó đúng thế luôn, tại vì ông mình cũng biết là anh cũng thích đi du học từ ngày xưa, tại vì cái thời ngày xưa mà lúc tốt nghiệp là anh cũng định đi học cơ học cơ đấy nhưng mà vì cái cơ hội đấy nó đến thì em mình cũng dừng lại để mình làm đấy thế là anh cũng thấy là ừ thì nó cũng là cái mà mình cũng muốn từ ngày xưa ấy mà đấy bây giờ làm thì mình cũng bắt đầu mệt mệt chán chán rồi thôi quyết định nghỉ đấy thì đấy là cái mà anh quyết định anh dừng lại và anh sẽ úp học một năm em sẽ cắt đoạn này đoạn hai tuần đấy lên tiktok hy vọng nó viral sau anh hai anh tuấn nhìn thấy <laughs> có khi đều, đều. big fan nó gãy chân vẫn đi xem concert tức là thật ra hồi đấy thì anh cũng chưa phải là fan đâu tính ra là hồi đấy anh cũng chưa rất nhiều đâu nhưng mà vì anh cái tiền không? phải vì cái xương xe của ông ấy làm cái cái mùa một anh thấy hay à, quá đúng rồi, đúng rồi. mùa một hay quá mình thích nếu anh từng có xem được clip này thì em cảm ơn anh tại vì nhờ cơ duyên đấy mà em mới vào được Spyro ngày hôm nay có liên quan đến chuyện liên quan mà tại vì sau khi mà anh đi học ấy em mới quyết định là mình sẽ làm về viết lách À đấy, ý anh là nhờ có nhờ có cái cái nhờ có cù ngã, ngã đấy, anh mà, mới đi du học mà Spyro mới may mắn có được anh đúng không? Ừ cũng đúng đấy. <laughs> Nhưng mà lúc mà anh quyết định bỏ và không không làm kinh doanh nữa ừ. thì uh, em nghĩ lúc đấy quyết định nó có khó khăn không anh? Tức là kiểu mình phải nâng lên đặt xuống khá nhiều hoặc là bị phản đối hay là gì đấy không? hay là đơn thuần là cái okay, tôi chán. À. anh nghĩ là gần như là không có gì khó khăn đâu không khó khăn gì ờ tại vì đấy cái đến lúc mà anh quyết định dừng đấy là anh cảm giác là mình cũng mệt quá đấy. xong rồi lại đấy thì kiểu chân thì đang gãy ờ à, à. lúc đấy lúc anh gãy chân luôn ờ đúng rồi à. đấy thì lúc gãy chân mà anh cứ ừ. nằm ở nhà đấy cứ nằm trong phòng đấy rồi mà bắt đầu mới suy nghĩ các thứ ừ. xong rồi ông mentor kia ông để ông nói chuyện thì mình cũng thấy là ở ừ, bao nhiêu năm rồi thì cũng mệt rồi cũng oải mà mình cảm giác là kiểu làm cái này nó cũng tiền thì nó cũng có nhưng mà lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đấy ừ. mà cũng chả biết tả thiếu cái gì ừ. ở lúc nào ấy từ trong lòng mình nó cứ vướng mắc cái gì đấy kiểu vậy có thể là thiếu người yêu ờ có phải thiếu người, người yêu thì lúc nào cũng thiếu mà <cười> <cười> quay trở lại câu chuyện là anh bảo là anh thiếu thiếu một cái gì đấy đi ừ, kiểu là... cảm giác mình không đủ ấy ở cái cảm giác kiểu nó cứ bị mất thăng bằng làm sao anh cũng chả biết tả như thế nào sau rất nhiều năm đấy anh có nhận ra là bị thiếu cái gì không hay là ừ, đến đến giờ đấy anh nghĩ là anh có thể định nghĩa được rõ hơn những cái những cái yếu tố mà khiến mình cảm giác nó bị chênh vinh như thế cái thứ nhất là tức là từ cái ngày mà anh vào Sparrow ấy thì vâng. anh cảm giác là à hóa ra ngày xưa là mình thiếu một số cái này cái thứ nhất là thiếu những kiểu cốc sự này vâng ở Spider Room thì anh có cái đấy. Cái thứ hai là kiểu thiếu cái sự như là cái sự vừa cân bằng trong cái việc trong cái cuộc sống hàng ngày. Ấy. Vâng. Ví dụ như là ở Spider Room thì ngoài cái lúc mà làm việc ra thì vẫn có cái khoảng thời gian đủ linh động để mình cùng là viết lách nhá Vâng. Nhưng mà ngoài chuyên môn thì anh sẽ được viết những cái anh thích nữa. Nó cũng là một phần đúng có vẻ đúng là con người mình. Còn thời ngày xưa thì cái công việc nó chỉ đơn thuần là đấy buôn bán kinh doanh thôi mà mình thì mình cũng một phần nào đấy trong người mình thì mình vẫn thích biết lách like chẳng hạn ừ. mình sẽ không có thời gian cho những cái chuyện đó vâng đấy thì ở Spy room thì anh thấy là anh có được hai cái đấy và một cái nữa là kiểu một cái môi trường môi trường thì chắc là em kiểu làm làm lâu lại cũng biết là kiểu nhiều khi mình làm chủ các thứ nhiều lúc nó cũng kiểu um, hơi uh, cô, cô độc ấy vâng có những cái nhiều khi mình cũng sẽ biết chia sẻ với ai vâng đấy nó cô đơn mà ở, ở cái đấy thì ở spiderum thì kiểu uh, có những người bên trên mình có những người bên dưới mình tất cả mọi người thì mình đều nói chuyện được chia sẻ được những cái khó khăn đấy thì anh thấy là những cái đấy là những cái mà làm mình cảm thấy cân bằng và thoải mái hơn Vâng. À, tức là cái thiếu thiếu của hồi đấy mình đến bây giờ thì anh đã đã định nghĩa được nó có thể là nhìn thấy nó rõ ràng hơn nữa ừ. nhưng mà ở cái thời điểm đấy là hồi đấy là anh bao nhiêu tuổi nhỉ hồi đấy là anh bắt đầu ở năm 23 tuổi 23 và anh 23... dừng lại là năm 27 27 tuổi và lúc đấy thì em nghĩ quyết định dừng lại cũng là một quyết định tương đối uh, tức là anh bảo là nó không không khó khăn lắm thì thực sự ừ. với em em nghĩ chắc là nó phải là một thứ gì đấy được nâng lên đặt xuống khá nhiều rồi thì mới có thể đưa ra quyết định một cách ờ, đoạn. người người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ như thế à. tất cả mọi người đều đều nghĩ như thế và phải khó khăn lắm tại vì mày làm 4 năm rồi mà xong rồi kiểu đang cũng có đồng ra đồng vào ấy và vâng. sao lại dừng nhưng mà đấy có những cái chuyện mà kiểu chỉ bản thân mình biết là đến thời điểm nó phải dừng thôi vâng và thật sự là đến bây giờ anh nghĩ lại thì lúc đấy anh quyết định là gần như cũng không cái gì kiểu nối tiếc cả đến bây giờ vẫn thế vâng nghĩ đến là dừng là dừng vâng nhưng vâng. mà sau đấy rõ ràng là khi mà anh anh dừng cái công việc kinh doanh của mình đi thì nó có rất nhiều con đường để đi ừ. có thể là cái nghỉ, nghỉ để đi chơi ừ. hoặc sau một thời gian nữa lại quay lại hoặc là đi làm hoặc là ví dụ như là lại đi vào một cái con đường kinh doanh khác chẳng hạn thế ừ. thì anh lại lựa chọn quyết định là đi du học thì Ngoài cái việc là như anh bảo anh ngày xưa anh cũng đã có dự định là đi du học rồi thì nó có có lý do nào khác không? Ờ, còn một lý do khác à? Mình nghĩ xem nào. Anh nghĩ là vì kiểu uh, lúc đấy mình cũng tò mò ấy, tò mò muốn đi ra ngoài kia xem cứ nghe mọi người đi mà ca ngợi bên nước ngoài, cũng tò mò vâng. ở thế có thật sự là như thế không? Vâng, em cũng muốn đến là xem người ta sinh sống cái thứ rồi hồi đấy là anh anh cũng thích chụp ảnh nữa vâng. là ở đấy là một cơ hội để mình khám phá những cảnh đẹp khác mình đi mình chụp thì đúng là cái hồi sang đấy thì anh cũng chào hành thì thật hồi bên nước cứ chỉ toàn <laughs> sách máy đi lang thang chụp ảnh không biết lách thôi ừ. đấy nhưng mà cũng chính là cái khoảng thời gian mà mình cứ lặng đạn lặng đạn viết lách như thế thì mình mới quyết định là mình thích viết và mình sẽ quyết định là về Việt Nam mình sẽ làm về liên quan đến viết lách khi mà mình bắt đầu lại một cái hành trình mới như anh vừa nói là 28 tuổi không có kinh nghiệm ừ. không có kinh nghiệm gì về viết lách và mình lại bắt đầu trên một hành trình mà có thể là đối thủ của mình là những bạn rất là trẻ ừ. có khi là các bạn lại tiếp xúc còn sớm và có có sức nữa lúc đấy thì anh có cảm thấy là mình gọi là tức là lo lắng gì đấy khi mà đối thủ của mình có thể là những người trẻ và giàu năng lượng Thật ra anh thì anh lại không không lo lắng về cái mấy bạn lắm tức là kiểu tức từ trước đến giờ anh vẫn luôn như thế vâng tức là anh sẽ luôn theo kiểu là gặp càng nhiều người giỏi càng tốt thì vâng. mình sẽ được học ấy anh chỉ sợ là mấy ông giỏi mà ông ấy chia sẻ gì với mình thôi ừ. đấy chỉ sợ mấy ông đấy thôi chứ còn cứ ông nào mà chia sẻ được cái gì thì anh thích tất chả quan tâm tuổi tác hay chả quan tâm ra sao mà. vâng. cứ mình học được là được chỉ có cái cái mà mình cũng bắt đầu lo là lo về cái cuộc sống cá nhân của mình ấy vâng. đấy kiểu sau bao nhiêu năm kiểu từ năm 23, 24 tuổi kiểu đang có tiền với các thứ như thế vâng. mà thời đấy bạn bè nó mới ra trường mình ừ. cũng kiểu đang ok đang ngon nghề đúng không ừ. tự nhiên giờ 28 tuổi về mày... cái gì ở <laughs> là làm cái gì cũng không biết lúc này đứng không biết làm cái gì thật vâng. và là viết nhưng mà đã viết đã đi viết kiếm tiền bao giờ đâu Ừ. kiểu ngày xưa thì cũng hay viết lóc bộ lủng cũng chỉ linh tinh cá nhân thôi bắt đầu cũng cũng nghĩ cũng lo nhưng mà mình cũng bảo là 28 tuổi kiểu cũng gần 30 mươi rồi ấy. bắt đầu loay hoay loay hoay như thế này thì biết thế nào thì đấy thì hồi đấy anh cũng kiểu gặp ngoài ngoài câu chuyện là mình thử làm ở các công ty ra thì mình cũng gặp người này người kia Nhưng à. mà chuyện cả những người bạn bè bằng tuổi này tới cả những người hơn tuổi nữa để đấy hỏi họ xem là thế bây giờ kiểu em như thế như thế thì anh thấy thế nào thì cũng may cũng may mắn kiểu ở những cái người mà có ảnh hưởng đến anh nhất thì là lại là những cái người ủng hộ anh ví dụ như là th thằng bạn là, 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 thân anh chẳng hạn à. cũng là thằng ủng hộ anh thử lại thứ từ đầu này rồi cái ông mentor của anh ấy cũng là cái người ủng hộ anh là cứ thử đừng có sợ ông ấy bảo anh là bây giờ kể cả mày ở nhà thất nghiệp thì bố mẹ mày vẫn nuôi được mày trong ừ. khoảng hai ba năm nữa nên là còn vứt mẹ cái chuyện tiền bạc đi thử làm cái mình thích xem như nào ờ mình cũng bắt đầu đánh giá lại cái cuộc sống cá nhân của mình ấy ơ bảo bây giờ không đi làm thì kiểu về nhà ăn cơm vậy thôi chịu khó ăn bám bố mẹ hai ba năm xin thế cũng may ừ. chỉ ăn bám mấy tháng thôi ừ. <laughs> hai ba tháng thôi <laughs> bây giờ mà khi nhìn lại với bạn bè của mình cũng cùng lứa với mình có những cái gì mà anh cảm thấy là mình mình đang được nhiều hơn hoặc có cái gì mà mình đã cảm thấy mình thiếu được nhiều hơn à vâng so sánh đấy cũng khó nhỉ tại không vì không nhưng mà cảm giác cá nhân thôi nhé ý em là ừ. có những thứ mình cảm thấy là mình muốn được như họ chẳng hạn thế còn có những cái mình cảm thấy là họ muốn được như mình à anh chắc chắn sẽ có những người bạn đúng không thật ra nếu mà bảo là bạn bạn bè thân mà chia sẻ được nhiều về cuộc sống thì anh thấy là bọn nó hai ba đứa đấy nó cũng đều vui vẻ hạnh phúc cả ừ cũng chả có ai mong muốn như mình cái gì mà mình cũng chả mong như người ta cái gì ở ờ, chắc ừ. có một cái là anh mong như bọn nó là chúng nó có vợ con vui vẻ thôi cái đấy mình chưa có ừ ờ, cái còn đấy... lại thì vì... <laughs> <laughs> kinh tế em sao cái đấy vâng em nghĩ là cái đấy sẽ có sẽ có ờ ừ, sẽ có đúng không vâng, Chứ không vâng. Có đúng không? sẽ mà còn bao giờ thì ừ còn kiểu nhìn về à, những cái kiểu mối quan hệ xã giao ấy vâng anh thấy kiểu vài năm trở lại đây thì cũng nhiều người kiểu nói chuyện với anh bảo kiểu sao lúc nào anh cũng vui vẻ cũng có vẻ tích cực thế vâng ở ờ, chắc họ họ nói thế thì anh nghĩ là họ cũng muốn như mình ấy vâng thì ờ thì có cái điểm đấy thôi hoặc là người ta chê mình nghèo đấy anh ạ ừ em, có, em có thể, thể. <laughs> em cũng có thể được cái <laughs> Anyway. thoảng anh cũng bảo là sống vô chi tí đi thì nó vui mà. <laughs> mà... <laughs> chấp nhận nghèo thôi. Nhưng mà thực tế thì em cảm thấy khá là thú vị. Anh từ từ đầu đến giờ anh cũng có đề cập đến một cái nhân vật. Đấy là một cái anh mentor của anh. Ừ. Mentor đấy giúp anh từ từ cái lúc mà không có gì và xây dựng gọi là đi kinh doanh này cho đến cũng là người bảo anh thôi mày nghỉ kinh doanh đi này. Rồi cũng là người bảo anh là thôi mày đi làm những cái thứ mày thích ừ, đi. Ừ. Em cảm thấy đó là cái một người có cái mối quan hệ và một cái cái cách thức gọi là truyền cảm hứng hay là đưa ra gọi là hướng dẫn cho người khác rất thú vị. Anh có thể chia sẻ thêm về cái anh đấy được không? Ờ chia sẻ thêm à. Tức là anh nghĩ là uh, sinh năm 69. Vâng năm nay bao tuổi nhỉ? 69 là ồ 69 là cũng Ờ. tức là ông ý thì kiểu xuất thân là, là nông dân ấy. Tức là vâng. từ từ ngày xưa là kiểu đi bán gà, làm rất là nhiều nghề nhé. Vâng, đi bán gà ở chợ này, đi sửa xe máy này. Xong rồi đi làm thợ mộc này. Vâng, xong rồi từ thợ mộc đấy ông ý mở cái xưởng gỗ. Và bây vâng. giờ kiểu đã mở thành kiểu như cả một cái công ty về nội thất rất là rất là to. Ừ. Và kiểu sản phẩm các thứ thì trải dài từ Bắc vào Nam ở Việt Nam. Ấy thì chắc là anh xin phép là không nói tên tại vâng. vì ông ấy cũng không xuất hiện gì về truyền thông cả. vâng. ờ thì anh thì anh thì anh biết anh nghĩ là bản chất là có quan hệ về họ hàng. à. ờ ừ, có quan hệ với họ hàng nhưng mà những cái người kiểu họ hàng như anh nhận thấy kiểu cháu ruột của ông ý này hay là thậm chí cả con ruột nhé. có nhiều cái mà kiểu cũng không chia sẻ được với về kiểu sao nhỉ tâm sự ấy tâm sự những cái vấn đề của cá nhân mình với cả anh với ông ý nhiều mình với anh ừ. chắc có một phần là vì anh kiểu cũng là họ hàng nhưng mà kiểu không không quá gần gũi chẳng vâng. hạn từ cái thời đại học ấy anh cũng hay đi gặp ông ý tại vì học đại học mình kiểu mình bị chán quá vâng. nhiều lần mình muốn bỏ thì gặp ông ý mấy lần thì ông ấy cứ động viên là thôi học để lấy cái bằng đi đã xong rồi làm gì thì làm ông ý thì có một cái điểm rất là hay tức là uh, kiểu rất là thành công về mặt kiểu uh, vật chất này Ừ. nhưng kiểu lúc nào cũng sắp xếp cái khoảng thời gian để đấy để dành cho vợ ấy, dành cho gia đình cứ tan làm về buổi chiều là về về ăn cơm vợ nấu này không bao giờ kiểu ra cả quán xá cũng trả thuốc thiết gì hút thiết gì cả và cái cách mà anh ấy dạy anh thì nhiều khi ông ấy ông ấy chửi thẳng mặt luôn đấy chứ à. cũng không có kiêng rè đâu cái hồi mà anh mới làm cửa hàng ấy vâng ngoài hoay không cần trả đích cái gì nhiều hôm ông ấy đi xe đến xong rồi ý ông ấy bảo là mày làm ăn như thế này mà sống được à mày cứ ngơ ngơ thế làm ăn cái đấy gì ừ. nhìn mặt mình ông chửi thẳng đấy xong rồi ông chỉ phải làm cái này em làm thế kia này nhưng mà có một hình ảnh mà anh nhớ nhất nhớ đến bây giờ tức là đợt đấy là mùa đông nhá vâng mùa đông là hồi đấy là anh đang mới mới bắt đầu kinh doanh đâu được khoảng gần một tháng thôi thì cửa hàng các thứ nó còn kiểu bầy bừa các thứ ấy à, ông ấy đến ông ấy đi một con lexus năm bảy mươi nhá vâng có tài xế đến đón ông ấy xuống xe kiểu mặc một cái bộ vest rất là đắt tiền tay đeo hình như là con rolex chẳng hạn rolex hình như mấy ở ờ, hình như là sắp xỉ một tỷ đấy ừ. thế là ông ấy vào cửa hàng của anh ông bảo ông nhìn anh bảo là may địch hàng bẩn như thế này à xong rồi ông ấy lấy luôn cái chậu nước mà anh đang để ở phía góc nhà ấy ừ. rồi ông ấy lấy một cái rẻ ông ấy cú xuống ông ấy vò khăn rồi ông ấy chỉ cho anh cách vò khăn như thế nào mình phải lau những cái tủ cái kiện này ra sao tự tay ông ấy làm luôn ừ. Nên mình nhìn cái hình ảnh đấy mình cũng ấn tượng ấy ở đấy một người như thế mà anh ấy có thể làm tất cả những công việc từ lau cửa kính lau kiểu giá kệ và một cái xô nước kiểu mình nhìn mình kiểu bản thân mình mình nhìn mình còn thấy kiểu rất là bẩn và rất là lạnh ấy ừ. Nhưng mà anh chẳng ngại gì cả thì cái hình ảnh đấy mà hình ảnh đến bây giờ mà anh vẫn nhớ nó như kiểu là một cái cách dạy mình về cái trân trọng cái giá trị của cái sự lao động thẳng đơn ấy. Ừ. và anh kiểu như kiểu sau khi mà anh nhìn ảnh đấy thì anh thấy là mình kiểu cần chăm chỉ hơn đấy và vâng. nỗ lực hơn để cái cửa hàng nó ok hơn vâng. đấy thì anh nghĩ thì anh dạy anh, anh quan những kiểu như vậy vâng. à, chửi này và làm và cái gì không biết ông ấy sẽ chỉ cho cách mà làm tận nơi chứ không kiểu cũng không bao giờ ngồi nói cái kiểu vĩ mô hay cái gì gì to tát đâu và vâng. ông ấy chỉ anh những cái bình thường như thế bây giờ thì À uh với cái hành trình hiện tại của anh thì anh có anh có có con gặp và nói chuyện với anh ấy lần này thì cũng ít nhưng mà vâng. cứ, cũng thi thoảng kiểu một một hai năm anh sẽ kiểu muốn gặp anh ấy một lần và vâng. chuyện vui vui thôi anh ấy cũng bảo là khi nào mà mày có người yêu đưa, đưa đến cho anh xem mặt nhưng mà lâu quá thì <laughs> <laughs> thôi thì em nghĩ là anh ấy có thể dạy được anh cách gọi là rất nhiều thứ của vận hành cửa hàng nhưng mà dạy anh có người yêu thì cũng hơi khó ừ khó phết ở ờ, Để... chính ra anh cũng chưa hỏi ông ý về người tình cảm bao giờ nhé em nghĩ là không nên anh ạ <cười> <cười> Từ... Từ cái đấy nữa anh cũng phải giúp đấy thì <laughs> ờ cảm giác cứ ngại ngại thế nào ấy nhỉ hỏi làm sao em có người yêu trái biết trả lời như nào càng ngày giá trị của mentor nó càng bị em... <cười> <cười> em nghĩ là đấy là anh anh rất là may mắn khi mà có cho mình những cái mối quan hệ với những con người kiểu như vậy đúng là may, may mắn đấy em nghĩ là nó là câu chuyện hai chiều ấy tức là không có ai tự nhiên cũng như anh nói là có khi anh ấy cũng không phải là một người như thế được với con anh ấy hoặc là với những người thân gần gần, gần gũi hơn ừ. mà anh lại hỗ trợ và chỉ dạy anh là một người cũng có thể là có khoảng cách hơn một chút thế thì ngoài cái câu chuyện như anh bảo là maybe là vì cũng có một chút khoảng cách cho nên là chính ra lại dễ kết nối và chia sẻ thì theo anh thì có cái điều gì mà anh nghĩ rằng là ví dụ một bạn trẻ hay là bất cứ ai đấy khi mà muốn tìm kiếm cho mình những mentor chất lượng như vậy thì nên nên trang bị ở chính bản thân mình không? để thuyết phục được người ta. Bởi vì có một cái gì đấy em nghĩ trong quá khứ chắc anh đã làm đúng thì anh mới thu hút được những người như thế. Nếu mà nói về cái câu chuyện là tìm ở đâu được một người mentor tốt thì anh cũng chịu ấy. và vì đấy anh mới cả anh nghĩ là đúng là quen nhau là từ trước là có họ hàng. Anh nghĩ một phần mà họ chia sẻ với mình nhiều như thế, anh nghĩ có một cái rất là quan trọng đấy là mình mình chân thành và mình không giấu dốt vâng ừ. tức là khi mà anh gặp của anh ý đúng nghĩa là kiểu có bao nhiêu cái sự ngu dốt của mình là anh phơi bày ra hết ấy vâng ờ có những câu hỏi mà kiểu anh biết là rất là ngu si với cả ông ý vâng. nhưng mà mình vẫn kiểu nói ra và mình vẫn hỏi là mình giữ cái sự chân thành bảo đấy em muốn kiểu học hỏi anh ở cái này cái kia vâng anh nhớ là hồi cái hồi sinh viên ấy anh còn bảo ông ý là hay giờ em bỏ học xong rồi anh cho em đi theo em làm trợ lý được không <laughs> làm kiểu chạy việc việc vặt gì cũng được vâng em cũng chả biết làm cái gì đâu nhưng mà em muốn đi theo anh để em học đấy tức là kiểu nhiều khi mình nói những cái mong muốn có thể là nó một phát thôi chẳng hạn mà Vậy. nói là cái sự chân thành ở lúc đấy và đừng mà đừng có dấu dốt đấy anh nghĩ chỉ cần hai yếu tố thôi chân thành và đừng giấu dốt thì những cái người mà người ta cảm giác là cảm nhận được cái cái cái, cái tấm lòng của mình ấy thì vâng. người ta sẽ đáp lại thì anh cũng đã từng làm chủ cũng đã từng làm nhân viên thế thì anh cảm thấy là cái sự khác biệt ở đây nó là như thế nào tại vì mình dùng dùng cái chữ làm chủ với cả làm nhân viên nó chỉ ở cái phần bề mặt ấy vâng nó sẽ không không đi vào sâu nó anh nghĩ bản chất của vấn đề nó là mình mình hiểu mình muốn như thế nào hơn ấy vâng tức là bảo là làm chủ nhưng mà rõ ràng là mình làm chủ nhưng mình vẫn phải phục vụ khách hàng mà vâng chính xác thì rõ ràng là từ phía khách hàng nhìn lại thì mình vẫn chỉ là kiểu một người phục vụ họ thôi cũng như nhân viên phục vụ cho người chủ chẳng hạn thì anh thấy là đấy cái chữ làm chủ hay làm nhân viên nó cũng trả vấn đề cái chính là mình biết mình muốn cái gì ừ. và cái môi trường mình có thể kiểu may mắn vào được cái môi trường nào phù hợp với mình không hoặc là nếu mà mình làm chủ mình có thể tạo được ra cái môi trường nào như mình mong muốn không? Ừ, đấy. Ví dụ chẳng hạn là ngày xưa anh vẫn làm kinh doanh chẳng hạn, nhưng mà anh lại tạo ra được một cái môi trường như kiểu showroom chẳng hạn, thì anh nghĩ là ơ ừ, thì mình vẫn sẽ làm tiếp ấy. Vâng. Tức là vẫn là ở vai trò làm chủ nhưng mình vẫn làm tiếp tại vì có có, có cái môi trường mà mình mình mong muốn. Nhưng mà rõ ràng là năng, năng lực của mình không đủ. Ừ. mình bây giờ thì mình sẽ đến một nơi mà có một người có thể tạo ra cái môi trường này cho mình. Ừ. mình làm thôi thế còn bảo là cứ đặt ra chủ là oai nhân viên như thế này thế kia lại nghĩ nó kiểu nó chỉ mang tính bề mặt ấy. vâng nó cũng chả nói lên chả có ý nghĩa gì cả nghe có vẻ rất là sâu sắc đúng thế mà ừ. <cười> <cười> khi mình nói chuyện thì em cũng nhận thấy là anh đã đi qua rất là nhiều các cung bậc của sự nghiệp nhé ừ. rất thú vị thì khi mà nhìn lại cả một cái quãng hành trình như thế thì anh có nhận thấy là có một cái thứ gì mà khi anh còn trẻ anh tin là đúng nhưng mà sau rất nhiều năm đến tận bây giờ anh cảm thấy nó sai không ờ ừ, anh nghĩ là ngày xưa anh có một niềm tin rất là chắc chắn là mình có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình vâng ờ nhưng bây giờ anh thấy là mẹ có nhiều cái kiểm soát được ừ. kiểu ở sẽ kiểu cuộc sống nó sẽ có rất là nhiều những cái biến số bất ngờ ừ. và gần như là có những cái chuyện mà mình sẽ gần như là nằm nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân mình nên là mình sẽ chấp nhận cái chuyện đó ừ. và bây giờ đấy, anh thấy cái việc mà mình linh hoạt mình linh hoạt để mình thích nghi với những cái thay đổi nó quan trọng hơn quan trọng hơn là ngày xưa kiểu anh bị khá là cứng nhắc ừ. ngày xưa anh sẽ nghĩ là mọi thứ phải là do ta kiểm soát chẳng hạn ừ. mình sẽ phải lên kế hoạch nếu mà như này không được thì sẽ như làm phương án b b không được thì c kiểu đấy nhưng mà đến khi mà đấy mọi thứ bắt đầu nó xảy ra chuyện này chuyện kia mình thấy là mình sẽ không thể nào mà lập kế hoạch hết cho tất cả được đấy và cái quan trọng là khi mà cái, cái chuyện bất ngờ xảy ra thì mình phải linh hoạt mình thay đổi thôi thì anh nghĩ đấy là một cái điểm mà đến bây giờ anh thấy khác hẳn mình khác hẳn so với ngày, ngày trước và cũng nhờ cái nó nhỉ nó gần như là một kiểu cái thái độ chấp nhận ấy. chấp nhận ở đây không phải là mình nhận rồi mình mình, mình bông xuôi nhé mà mình chấp nhận và mình tiếp nhận nó để mình thay đổi để có thể kiểu đồng hành cùng nhau thay vì kiểu chống đối lại nhau ấy. ờ chắc là dùng dùng hình ảnh như thế có thể dễ hiểu hơn ừ chấp nhận ừ tức là cái thứ mà anh cảm thấy là anh học được nhiều nhất đó là câu chuyện là dần dần mình sẽ chấp nhận thực tại và cố gắng ừ. hài hòa với nó em ừ. nói thế có đúng không tức là ví, là ví dụ như là tách ra hai hình ảnh đi vâng anh ở đây này là cuộc sống là một thằng đứng trước mặt vâng thì ngày xưa anh sẽ luôn muốn là nó phải theo mình vâng. và nói là trái với mình thì mình sẽ la vào mình chiến đấu với nó ừ. nhưng bây giờ thì anh sẽ kiểu bắt tay ấy và ok tôi sẽ bắt tay với ông tôi với ông cùng trao đổi để làm sao là có thể cùng nhau kiểu đi cùng nhau chứ không kiểu đi đối mặt lại với nhau nữa đấy chắc như thế dễ hiểu hơn ừ. chắc chắn là cái việc mà anh uh, cố gắng thay đổi hoặc là cố gắng làm chủ tất cả mọi thứ đấy nó cũng nó cũng phải gặp trắc trở gì đấy thì anh mới dẫn đến đi... đúng rồi Ừ. đấy thì đấy ngay chuyện đơn giản như chuyện kinh doanh chẳng hạn vâng cái tính này tính kia nhiều khi mẹ nó ra đeo ra cái gì <laughs> Đeo tính được ví dụ như là kiểu anh nhớ một cái lần kiểu có một cái chuyến hàng vừa tết ấy vâng mà em em phải hiểu là kiểu hàng thực phẩm tết là những cái cửa hàng thực phẩm vào mùa tết là người ta kiếm là cái mùa kiếm chính vâng đúng rồi tại vì nhu cầu rất là tăng hồi đấy anh đã xếp hết mọi thứ nhá kiểu Uh, khách hàng đã biết là mình sẽ có mặt hàng này này và mình đã có nguồn rất là ngon này và nguồn mình tin tưởng rất là ngon và khách hàng đặt trước một lượng khá khá và cuối cùng khi mà anh kiểu chuyển cái khoản tiền đấy cho một cái uh, cậu nhân viên ấy, để cậu ấy đi cậu nhập hàng tại vì cái nguồn hàng đấy là ở quê của nó mà cuối cùng nó cầm cái <laughs> đi nó chơi bạc <cười> 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 đấy thì tình cái đó <laughs> gì nữa thế coi như năm đấy mất tết ơ nhưng mà sau đó thì anh không kiện hay là thì sau đấy thì uh, bắt đầu kiểu có những cái câu chuyện ra phía sau em bắt đầu gọi điện đấy anh uh, nhờ phía bên cả người nhà nó tác động vào vâng để nó trả nhưng mà lúc đấy thì sau đến mấy tháng nó mới trả cái khoản tiền đấy nhưng mà vấn đề là mình sẽ bị mất một cái khoản tết ấy rồi ừ. thế là cái đợt tết đấy kiểu mình cũng phải đi vá víu lại ấy. cứ phải ok nguồn này không có mình phải đi kiếm nguồn khác nhưng mà nguồn khác thì nó sẽ không đúng yêu cầu của khách hàng chẳng hạn coi như là anh mất một cái Tết chẳng đấy. Thì đấy thì mình cảm giác đấy có những chuyện như thế, ấy, mình tính làm sao được đấy ừ. Tự nhiên nó hay là kiểu đang trồng rau tự nhiên có trận mưa lớn chẳng hạn. Mà cái chú đấy hôm đấy chú lại quên quên không rào chắn cái thứ, nên là cũng kiểu rau hạc cỏ hư hại. Nên tức là nó có rất là nhiều chuyện từ nhỏ đến to. Và anh cảm giác là ở sức người có hạn. Mình đừng có kiểu tham quá đừng có tham vọng kiểu mọi thứ nó phải là của mình ở mọi thứ nó phải theo mình nó chả bao giờ như thế cả nhắc đến cái câu chuyện đấy thì em 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 rất là thắc mắc rất là tò mò vì hồi xưa chắc chắn là anh cũng khi mà anh làm gọi làm việc kinh doanh của anh ấy, thì anh cũng sẽ phải có câu chuyện kiểu làm việc và phát triển đội ngũ hoặc nhân sự ừ. hay nọ đó thì anh anh có gặp khó khăn trong việc đấy không khó chứ như kiểu hồi đấy kiểu anh nghĩ là vì mình còn mình làm sớm quá mình cũng còn non mình chả biết cái gì mình nghĩ là cái công việc này mình thích mình cống hiến như thế thì người khác làm với mình họ cũng phải như thế ừ. Ờ. lúc đấy anh đúng là anh suy nghĩ như thế luôn đấy ừ. Tôi cứ nghĩ là nếu mà đã vào đây là em phải làm như anh ừ. máu lửa như anh nhưng mà đấy đúng kiểu cái hồi trẻ mình chả biết gì mình nghĩ thế mà thế xong rồi cái lứa nhân viên thì cũng có khoảng ờ có hai bạn làm với anh khá là lâu thì về sau thì hai bạn ấy cũng một bạn nghỉ thì bạn ấy đi Nhật bạn học. Ờ một bạn thì về lấy chồng. Còn lại những cái lưới về sau kiểu cũng ra vào ra vào các thứ. Thì anh cảm thấy là mình bị thiếu cái đấy, thiếu hẳn một cái khoản mà như anh nói ban nãy là tạo ra được cái môi trường ấy. Thì đúng là hồi đấy là kiểu mình thuần là gọi là mua đi bán lại. ở mình chỉ nghĩ làm sao là mua một thì bán được hai để lời xong rồi có tiền và có tiền đấy thì mình cứ nghĩ là mình có thể ok trả lương cho các bạn ý cao hơn các cửa hàng khác một chút thì các bạn sẽ ở lại nhưng mà mọi chuyện nó đâu như thế đâu đúng là hồi đấy là kiểu quyết hẳn một cái mảng về hiểu về nhân sự ấy gần như là trong đầu anh là không nghĩ gì cái chuyện đấy cả ừ. chỉ lo là ở cứ có tiền ngồi rồi tăng lương ừ. là được đấy giờ nghĩ lại sai ừ. nhiều lúc kiểu mình kiểu nhiều công việc các thứ nhiều cái mình bực mình ấy mình cũng hơi nặng lời thật Thế là anh cũng rút rút kiểu rút kinh nghiệm từ cái đấy. Cho đến bây giờ kiểu mọi thứ công việc các thứ mình cũng cố gắng nói làm sao để nhã nhặn một tí để họ nghe họ cũng sẽ tiếp nhận để cả hai bên cũng trao đổi làm việc với nhau hài hòa hơn. Ừ. Ngày xưa nhiều lúc khu... vẫn cục quá. Vâng. Ừ. Cũng có thể là do hồi đấy căng thẳng quá. Thứ nhất là ừ. trẻ đúng không? thứ ừ. hai là ừ. thế... trẻ lại phải làm nhiều thứ rồi có quá nhiều yếu tố xảy đến <laughs> thì thực ra cũng rất khó để mình kiểm soát. Bây giờ dù sao em nghĩ là anh cũng đã có nhiều trải nghiệm hơn mình cũng 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 tiếp xúc tức là khi mà vấn đề nó xảy đến thì mình thường là mình sẽ bình tĩnh hơn. Ừ. đấy là cái mà thực ra cá nhân em cũng nhận thấy ngày xưa hồi, hồi trẻ chẳng hạn thì mình rất là dễ cáu giận ừ. rất dễ bực mình và <laughs> kiểu nhiều khi em còn thượng cả chân hạ cả tay. Ừ. sau này nếu mà có cơ hội thì anh có muốn quay trở lại làm kinh doanh không? quay trở lại làm kinh doanh anh nghĩ là hiện tại thì chưa đâu. ở à. ờ. anh không biết là năm bảy năm nữa nó sẽ như thế nào nhưng mà anh nghĩ là từ giờ cho đến khoảng 3 đến 5 năm nữa thì chưa đâu mà ờ, tại vì làm ở Spiderum cũng đang vui mà và cũng còn nhiều cái mà mình muốn phát triển mình còn cảm giác là mình sẽ còn đi lên được nữa mà ờ, thì cứ cố gắng để ít ra là cũng phải ra được một cái thành tựu gì đấy đã mà vậy thì em rất tò mò thắc mắc là sau rất nhiều năm như vậy thì cái thứ anh thực sự muốn ở thời điểm hiện tại nó trông như thế nào tức là công việc anh thực sự muốn ấy. và công việc <laughs> hoặc là sự nghiệp đi thật sự muốn thì nó sẽ là một cái cuộc sống cân bằng với chính mình ấy. À. tức là cân bằng ở đây là nó hài hòa về mọi yếu tố mà về mặt tiền bạc là mình đủ để mình chi tiêu này không bị kiểu quá thiếu thốn gì cả đủ để chi tiêu rồi về mặt thời gian thì mình sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi làm có những cái sở thích riêng của mình để mình phục vụ cho nó còn khi mà công việc thì mình sẽ làm những thứ mà nó không quá trái với cả lòng mình Tất nhiên là sẽ có những cái mình không thích, mình vẫn làm Nhưng mà nó sẽ... Tả à, thế nào nhỉ? Có thể là mình không thích, mình làm nhưng mà nó không nó không quá trái so với cả những cái con value mà mình đặt ra ấy. Vâng ờ, kiểu thế Ví dụ như là mình sẽ không thích kiểu làm những cái liên quan đến lừa gạt hay là làm những cái buôn bán những cái kiểu phạm pháp chẳng hạn ở ờ, thì mình sẽ không cần mình làm cái đấy hay là kiểu hay là nói hẹp hơn là chuyện viết lách chẳng hạn mình sẽ không không thích viết những cái kiểu sôi thịt nên không thích viết những cái kiểu để giật tít câu view đấy thì mình sẽ không viết những cái đấy mình sẽ viết những cái mà nó đúng với mình hơn có thể là những cái đấy vẫn là khách hàng yêu cầu nhưng mình vẫn điều chỉnh lại được là nó vẫn nó vẫn không quá trái với cả những cái giá trị của mình ấy. vâng thì anh nghĩ thế là ok rồi. Vâng. Là nếu có một lời khuyên dành cho các bạn khán thính giả đang xem đến giờ phút này thì lời khuyên của khách mời sẽ là gì? Trong trường của anh thì em nghĩ là em sẽ điều chỉnh một tí đi, tức là để cho cái đối tượng nó rõ ràng hơn. Em tin là rất nhiều bạn trẻ bây giờ thì uh, cũng giống như anh ngày xưa, tức là đặc biệt khi bây giờ có rất nhiều cơ hội kinh doanh rồi tự làm chủ vân vân đúng không? Thì uh, mà có có thể rất nhiều bạn ngay từ trong ghế nhà trường đã lao vào kinh doanh, đã lao vào để gọi là kiếm tiền trong rất là nhiều những cái cách thức khác nhau. Vậy thì anh cũng là một người từng như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều đấy, thăng trầm cho đến bây giờ khi anh đang ngồi ở đây và là và đang 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 gọi là theo đuổi cái công việc viết lách ở Spyroom Thì uh, nếu có một cái lời nhắn nhủ nào đó dành cho những bạn như vậy thì anh sẽ nhắn điều gì? Nó có thể là bất cứ thứ gì nhá, kiểu nghe rất nhảm nhí cũng được, không vấn đề gì cả bởi vì nó là lời khuyên của anh. Nó giống như anh tự khuyên chính mình của 10 năm trước hay là bao nhiêu năm trước nhỉ? Uh, mười mấy năm trước. Ra cái động đến lời khuyên là anh kiểu khá là ngại vì anh cảm giác nó cái gì nó cũng bị sáo rỗng ấy. Vâng. Ờ thì... nhưng mà anh nghĩ là có một cái anh sẽ thậm chí đến Chả phải các bạn trẻ nó đến bây giờ anh vẫn tự dặn đến mình ấy. Mọi thứ tốt đẹp nó đều cần có thời gian ấy. Đừng vội. Ờ đừng vội cứ kiên trì và cứ hiểu mình hiểu mình rồi thử nghiệm và dần dần thì mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy cả thôi vâng em chúc anh mọi thứ tốt đẹp đều có <laughs> thời gian <laughs> mọi thứ tốt đẹp đều có thời gian đấy ừ, đó. cái này chắc nó cũng đúng với cả chuyện, 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 chuyện tình cảm <laughs>